Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Long An ạ. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì Thoa? Dạ, em làm điều dưỡng chị. Mời, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Ngọc Minh, hiện tại bây giờ em đang làm nhân viên bảo vệ và PT ở các phòng tập ở Thủ Đức ạ. Quê em ở Thủ Đức luôn chị, hôm nay em 32 tuổi. Nhân viên bảo vệ bệnh viện. Ồ, vậy cũng hợp lý cô kia nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thoa? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình ạ. Còn về khuyết điểm thì mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc, nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ ạ. Có hơi nóng tính chứ. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Nhiều lúc cũng stress quá chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chút xíu thôi, nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Em ăn nhiều lắm. Tập thì phải ăn nhiều ăn chứ đâu có sao đâu. Ăn có sức để bảo vệ chứ. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Rồi nóng tính. Cô kia cũng nóng, em cũng nóng. Hai nữa. Hai bên nóng luôn. Khi đụng chuyện có nóng dữ dội không? Em nóng là em im ru, cái em kiếm chỗ em ngồi chỗ. À, chứ như em mà nóng tính rồi cũng gây phiền hà cho người ta lắm rồi nha. Ưu điểm của em thì em hát được nhạc bolero chị ơi. Tôi làm câu nghe thử đi. Nắm tay hết dần hết hơn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, giờ đây ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình cách đôi đường. Hay đó, rất là ngọt ngào. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh Linh ạ. Mối tình đầu tiên với chị là cái anh đó ảnh thích em nhưng mà ảnh không dám nói. Còn mối thứ hai thì em với ảnh quen nhau khoảng được vài tháng, sau đó thì ảnh nói anh đi du học. Vậy bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có ba mối tình chị ơi. Mối tình đầu tiên của em lúc em 19 tuổi à. Rồi. Lúc đó em quen bé kia thì em ham chơi quá, em hẹn người ta mà tới sáng sớm mà tới 3 giờ chiều em mới tới lần. Đại gần nhất đây 4 năm mấy. Người đó người ta khó tính lắm. Như vậy như là em đi đi uống cà phê thì đi xa thiệt xa, uống chỗ mà cô ấy thích. Cô ấy bắt em phải mặc bộ đồ như áo sơ mi, rồi mang giày, quần jean. Rồi những lúc đi gần nhà thì cũng phải như vậy. Nói chung đi đâu cũng phải mặc đồ như cô ấy thích mới được. Thì biết đâu cô ấy thích cho nó đồng bộ, tông sờ tông cho nó vui, có gì đâu khó. Không có thoải mái cho em đúng không? Dạ, thấy rồi bó. Bây giờ mình tới chuyện tương lai đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chịu nấu ăn thôi. Còn nấu ăn ngon hay dở thì em không cần thiết cho lắm. Tại vì em ăn nhiều thì cái gì nấu em ăn hết à. Rồi, em gái biết nấu ăn không cưng? Dạ biết chị. Biết, mừng quá, lo được cái bao tử rồi đó. Còn gì nữa không em? Chút xíu nói nhiều giống em để hai người cùng nói nhau thì nó có công chuyện nó sẽ hay hơn. Chiều cao thì mét năm mấy sáu được rồi, không cần, da hơi trắng xíu, tóc dài. Điều gì mà em không thích nhất ở người con gái? Người ta đừng ghen quá thôi. Tại vì em làm môi trường bệnh viện thì có nhiều cái nó tới nhị á. Bệnh nhân mà nữ người ta bị té chân, người ta té mà gãy chân gãy tay hay là gì đó, chày áo rồi đó, em phải phụ giúp bên kia, người ta khiêng người ta vô, ẩm vô rồi đó. À, cái đó công việc mà ghen cái gì, ghen bậy bạ vậy đâu có được. Em có hay ghen không em? Dạ không. Không hả? Nếu mà thấy bạn trai mình ẩm cô gái này ẩm cô gái kia vậy em có khó chịu không? Dạ có. Vì sao nó không ghen? Trời ơi. Nhưng mà cái đó mình phải xác định đó là công việc, người ta bị tai nạn người ta mới vô bệnh viện rồi ảnh mới ẩm. Đó, nhưng mà ở trong PT á, mấy phòng tập gym có ẩm người ta không em? Không có chị ơi. Ờ, cái đó ẩm là bậy á nha, cái đó ẩm dạ. Là phải ghen à. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ về ngoại hình thì bạn đó cao khoảng 1m65 trở lên, nước da ngâm, không hói, không bụng phệ, nhìn sạch sẽ gọn gàng, biết lo làm ăn, biết kính trọng người lớn và có ý định lập nghiệp tại Sài Gòn. Đó giờ em thấy có ai tập gym mà bụng phệ không? Bụng phệ được. Hên quá, không hói, bụng phệ, khỏi coi cái bụng. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích tính gia trưởng với lại tính toán quá chị. Em có tính toán chi li quá không em? Dạ không chị. Xả láng luôn chị. Xả láng luôn là nghèo hoài đó cưng. Thì em mới đưa cho người ta giữ hết. À, mốt lấy vợ về đưa cho người ta giữ hết đúng không? Được, em cao mét mấy? Dạ 1m70. Bây giờ em có định là xác định là mình sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn không? Dạ có, nhà em ở đây mà. Rồi, ổn luôn. Tánh em có lăng nhăng không? Không có. Chắc không? Chắc.
Em có cái định hướng phát triển kinh tế như thế nào trong tương lai không? Thì em sẽ cố gắng em mở một cái phòng tập gym trong 2 năm nữa với một cái quán ăn nhỏ. Tốt, vậy là cũng có những cái định hướng. Em cứ việc đi làm điều dưỡng, kinh doanh để ảnh. Không, về điều dưỡng xong rồi về phụ chồng bán quán ăn. Được không? Dạ, dạ được. Chào em gái. Dạ. Thí dụ như khi chồng nóng tính thì em cũng nóng tính thì sao? Chắc em phải nguội lại bớt. À, bên đây người ta chịu nhường bớt rồi đó. Nhưng mà em nóng tính em im lặng mà. À, nóng tính im lặng. Mà thứ dòng mình im lặng cái phụ nữ cũng hỏi tại sao im. Hai người mà cãi nhau thì em im lặng hoài hay sao? Thì mình ra mình năn nỉ. Năn nỉ phải không? À, thôi được, hợp anh này cũng cao to ha. Đen, cao to, đen, không có hôi. Không có hói. Không bụng bự. Không bụng bự. Chỉ có người đang nói là hói bụng bự thôi. Không, đi ra nhỉ? Dạ, hôm nay em tới đây cùng với bà ngoại, em gái và mấy chị đồng nghiệp của em. Bà thấy cháu rể tương lai này được không bà? Thì bà thấy thì cũng vui vẻ. Nói chuyện cũng thật thà, cũng dễ thương. Cháu tìm hiểu đi rồi gửi tiến tới tương lai hôn nhân gia đình. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với chị và bạn. Dạ, cho em gửi xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây. Về vẻ bề ngoài thì thấy rất là tương đồng, em thấy rất là xứng đôi. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thấy chưa, em gái thấy và chị hiền lành dễ thương vậy chưa? Kéo màn cửa ra để cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chà, mặc áo đồ ha, giống nhau ha. Anh hát nha. Dạ. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, muốn được trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Anh hát hay. Hồi nãy là anh nói là anh là hiện đang làm ở đâu anh? À, anh làm ở bệnh viện Thủ Đức á em. Anh là con thứ mấy trong gia đình vậy anh? Con trai lớn. Nhà anh đông anh em không? Anh cứ đi em gái ruột, mà em gái đi lấy chồng rồi. À, công việc của anh nó có chiếm nhiều thời gian với anh lắm không? Thời gian thì sáng tới chiều, thì hôm sau mình sẽ nghỉ, mình sẽ làm đêm một buổi sáng rồi tới buổi đêm, thì có thời gian rảnh ra ngoài thì anh đi dạy ở ngoài. Còn nếu ví dụ mà sau này mà anh có quen được em thì anh sẽ cắt bớt thời gian đi làm thêm ra ngoài đi. Nói chung là lúc nào mà rảnh được thì anh xuống anh chơi. Em thấy anh có khó tính không? Không, nhìn thấy anh vui vẻ. Có đen lắm không? Không đen lắm. Anh thì thích đi du lịch, đi chơi mà xe máy á, em có thích đi không? Dạ cũng có. Vậy nếu vậy là cứ một tháng mình đi một lần đi. Dạ. Anh sợ anh chạy xe em nhắm đi thôi em. Bình thường một ngày em làm giờ hành chánh hay là mình làm theo ca mà liên dạ, tục luôn? Em làm theo ca anh. Nếu mà rảnh thời gian nào thì anh tới em trước đi đi về giờ đó nha. Anh thích trai hay gái anh? Con nào cũng được hết. Dạ. Đừng xấu giống anh, giống em đi. Thì anh mong là mốt sau này mà anh đi làm về thì có tiền đưa hết chừa anh chút xíu. Nhưng mà nếu mà không chừa cũng được, mà nấu ăn cho anh. Anh muốn sau này thì anh sẽ anh sẽ không còn bảo vệ mà những nhiều người khác nữa, mà anh sẽ chú tâm bảo vệ em nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cũng phần nào hiểu được nhau rồi ha. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò với nhau các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Em cũng bấm mà không ăn. Đấy. Hai bạn nắm tay. Chúc mừng các bạn nha. Vỗ tay lên nào các bạn. Một chút thử cảm giác thế nào. Đây là chàng trai cũng rất chân thật, cô gái cũng rất là chân tình luôn ha. Vấn đề vẫn chưa quyết liệt thôi. Để hiểu nhau nhiều hơn, để yêu nhau nhiều hơn nữa nha em gái nha. Đây. Không, em nhớ như là chị có đi
chị bà thấy coi gì đúng không? Chị em chị Thanh nữa, một chị là em, một chị Thanh à? Họ là hai chị em gái à? Ồ, mình chị mới giống giống nhau. Cái bà cũng ừ. Công an mà nhìn cái bà nhớ thấy nắm hồ sơ hơn. Rồi, mời chị bắt đầu ạ. Chào, chị hôm nay chị lên là cũng bấm thay về bản thân. Chị ở Long Thành Đồng Nai, với là Đồng Nai nhưng mà thực tế chị ở thành phố nhiều hơn. Hiện tại là chị sinh năm 1973, là sinh ngày 1 tháng 10, 1973, là chị sụ. Chị hôm nay như thế nào em hỏi chị là... Rồi, chị có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Chị là quê là chị sinh ra là ở Long Thành Đồng Nai. Giấy tờ chị Đồng Nai. Dạ. Nhưng mà chị sinh ở Sài Gòn Chợ Lớn. Sinh ở Chợ Lớn, Sài Gòn, xong rồi là mẹ... Xưa mẹ cháy nhà, rồi bây giờ về vùng kinh tế mới. Dạ. Sau 85 thì ngược lại bố là chạy xe đến xe miền Đông. Hôm nay bố mất rồi, ba mẹ mất. Dạ. Công việc hiện tại là trực văn phòng và kinh doanh là hai công việc riêng hay nói là... Hồi xưa giờ chị kinh doanh mua bán, không mua bán mà chị đi làm. Thì gặp gia đình là chị mua bán, cho tới khi không mua bán là chị lại đi làm kiếm sống. Người đầu tiên, chồng đầu tiên đó là chị đã ly dị rồi mà không có cái thôn, hồi xưa chưa có giấy tờ đầy đủ. Chị đã chia tay rồi, anh đó đi lấy vợ có con chung. Thì chị mới còn hai đứa bé, chị đem về nuôi, chị không qua lại, không cần cung cấp. Chị mới nuôi hai đứa đi làm hoặc đi mua bán gì đó. Chị nuôi hai đứa nhỏ lớn lên, nhìn giờ cả chồng hết à. Bây giờ là chị mới gặp người sau thì chị sinh bé này là 8 tháng, anh nó bị bệnh ung thư mất. Cũng không có cái thôn gì hết, chỉ chấp nói ở gì thôi, gia đình biết nhau thôi. Mà bây giờ bé chị 8 tháng thì chị đã nuôi tới 11 tuổi rồi. Chị cũng mua bán, kinh doanh mua bán thôi. Rồi hôm bữa đang kinh doanh mua bán, vừa tạp hóa, vừa kinh doanh hàng rau củ quả thì người ta đi về quê thì đi đám, người ta tông mình té, bây giờ mình dẹp cái buôn bán rồi. Cái đi làm bên đây cũng được chưa được nửa năm, làm văn phòng, đang làm văn phòng thì chị tính mở thêm một cái kinh doanh sẵn, ví dụ không làm văn phòng thì chị cũng mới về. Văn phòng chị làm cụ thể với cái gì ạ? Chị chỉ trực, chị dừng nó trong văn phòng thôi. Nói chung là làm cho HP bên quận 7 mình nè, công ty nằm ở đây. Nhưng mà chúng đưa mình làm ở ngay chỗ 39 B ở Trường Sơn. Rồi chị làm ở đó. Trường Sơn là gần sân bay hả? Sân bay, phía ngoài, nhà Hải Âu á. Dạ. Đó, thì chị cũng vừa ngó trực văn phòng, dọn kiếm rồi này kia, cây kiểm trong văn phòng thôi. Đó. Thì, nhưng mà đầu óc thì kinh doanh nhiều hơn. Đi làm thì chị... Rồi chị có con cái gì không? Đó, hiện tại giờ chị sống với đứa bé Út, từ 11 tuổi. Nó sinh tâm mèo. Chị cũng lo, buôn bán mua nó tới giờ. Còn lớn thì sao? Lớn thì chị dựng vợ chồng ở riêng hết. Mấy người ạ? Hai đứa trai đứa trai. Mà đứa đầu là con gái, lấy chồng rồi. Lấy chồng có con với cháu ngoại. Dạ. Riêng tư á, mẹ cũng ở riêng không có. Rồi cái số địa chỉ hiện tại ở Bình Chánh đây là nhà riêng của chị đây đúng không ạ? Nhà là ở chung với ông anh. Ở chung anh. Giờ thì cũng như muốn lập gia đình riêng ở riêng tư. Ví dụ bất quá thì ví dụ như lập gia đình riêng thì theo chồng với lại đứa con riêng tư, không có dính líu tới ai. Còn thích ca hát thì hát một đoạn đi chị ơi. Hát thử một đoạn xem nào. Bài gì ta? Bài gì bài tủ thường xuyên hay hát, bài gì cũng được. Nói chung chị hát bài này thì nó trẻ trung quá, hồi bữa đám cưới nhưng mà... Đâu có sao đâu chị. Trời ơi, mình càng già tuổi thì mình càng phải trẻ trung lại chị ơi, tâm hồn càng phải trẻ trung. Chị hát bài biết yêu khi nào á. Dạ. Tại đó nó trẻ trung, tại vì cũng tặng cho mấy đứa trẻ á. Chị hát bài quen người thấy trở về với tuổi thơ. Những mềm mềm lên lắm lên buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, cô tươi chạy theo lũ ban thực hiện. Từng chiều đường chia rong chơi tháng ngày, vũ vơ cao ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Rồi, ok chị. Rồi bây giờ... Chị cũng
Vâng, nhưng mà chị ly hôn lâu chưa? Ly hôn là 2001. Là hai đứa con chị có tiền hôn hết. Vậy sao 2001 còn cái cậu bé 2011 thì sao? Mới sau này là 2011 gặp anh nó 2010. Mà người khác? Người khác. Thế là chỉ có ba đứa con mà. Vậy thì hai đứa con chung. Hai đứa con chung. Anh đi lấy vợ rồi. Dạ. Chia tay anh lấy vợ trước mình. Tức là hai đứa con đầu là chị đã lập gia đình cho hết rồi. Đúng rồi. Mới tháng 5 là cưới dâu. Dạ. Có mỗi trai đó thôi. Rồi bé này là bé ba sao nhưng mà bị bệnh. Dạ. Rồi mất rồi, cũng ảnh cũng lớn hơn 11 tuổi. Dạ. Ảnh cũng tử tế, chị đưa sống. Là sao chị nói là chị, từ con cái của chị em nghe đấy à, nãy giờ nó đang hơi rối à. Là chị tổng cộng chị có mấy người con? Ba đứa. Ba đứa con. Hai người chồng. Hai người chồng. Rồi người chồng đầu của chị là được hai người con. Là lấy vợ lấy chồng hết rồi. Rồi người chồng sau. Chồng sau thì được bé 8 tháng thì ảnh mất rồi thôi, không có qua lại nữa. Không có qua lại gia đình chồng luôn. Giờ bây giờ một mình thân mình vậy đó, không có liên quan ta. Chị nói là chị có một đứa con lúc 11 tuổi, nó sinh 2011 mà. Mà chị ly hôn năm 2001. Một thì anh đầu á. Anh đầu thì chị có mấy người con? Năm 2000 là hai đứa con luôn, nếu còn nhỏ thì phải nuôi lớn. Cái anh sao là bị anh chết mất thôi. Là lúc ta là bé dạ, tám tháng là chồng sao chị mất sao đúng rồi à. Chồng thì chồng giáp thôi chứ không có đăng ký cái không đăng ký không cứ hỏi anh đầu mới là cứ hỏi nhưng cũng không có làm phong thú giấy tờ lúc đó chưa có đầy đủ cho nên không có ràng buộc gì ai hết. Nói chung giờ chị thì cũng không có đòi hỏi gì nhiều lắm, về có một cái gia đình riêng nhỏ lo cho nhau sau này đời sau này thôi. À, cùng chung lo nhau để lo bé Út với sống chung gia đình cho hạnh phúc. Chị cũng... Rồi muốn tìm mẫu người như thế nào chị? Nói chung là mẫu người thì chung thủy lo gia đình, biết lo gia đình thì không cần gì phải giàu hay nhiều lắm, lo được cho gia đình là được rồi. Dạ. Không đòi hỏi nhiều. Vậy cái chồng đầu của chị sao chị ly hôn? Tại vì anh ấy đánh đủ phu đánh đập á. Thì chị đưa ly thân là một năm hai năm sau là mới là sau này bị đánh đập nữa thì chị không có ở nữa thì mời gia đình lên chia tay rõ ràng đâu đó nói chung là do anh có lỗi á, cả gia đình chồng vẫn quý mà nhưng mà không có ràng buộc. Rồi bạn trai tiếp theo thì chị có muốn là ngoại hình như thế nào hay tuổi tác như thế nào không chị? Tuổi tác thì cao hơn chị không thấy lấy tuổi thấp hơn. À, cao hơn chị một tuổi trở lên cũng được, lớn hơn thì cũng được. Nói chung là chị rất là dễ, ví dụ về cũng sống hòa đồng, cũng đi làm công quả đạo đức gì thôi chứ không có là ăn chơi. Rồi có mối tình đơn phương á, mối tình đơn phương mới đây là thôi ăn chỉ nhậu nhẹ nhàng này, chị thấy là chị thôi không có cảm thấy tiến tới. Ngoại hình có yêu cầu gì không, công việc có yêu cầu gì không chị? Công việc thì công việc là người đó. À, thì có cái công an hàng hoàng để có ổn định người bảo vệ tài xế đúng không? Thì cũng đàng hoàng cũng có công việc ổn định đó đúng không? Tài xế sợ cũng bị lăng nhăng. Ủa đi sáng đi chiều về tới đâu thời gian mà lăng nhăng chị? Chạy xe nói chung là trung thủy là được rồi. Ok không có gì khó khăn người ta yeah. Mình dễ người ta dễ cho mình mà mình cứ mình khó ta khó mình nói chung là vậy yeah. Chị có đi làm công quả cho chùa quê quán hả? Quê quán thì ở đâu cũng được, miền Tây hay đâu có cái đứng người Trung thì nó xa xôi, chị sợ miền người Trung núi đèo lắm. Chị đi miền Tây thì nhiều từ miền Tây miền Tây thì miền Tây miền Nam đúng không? Miền Đông, Long Thành, Đồng Nai rồi miền kia cũng được. Chị sợ xa xôi lắm, tại cha ba mẹ mất hết giờ chị dựa vô một người chồng để mình có lo chị em thì còn chị em thôi. Dạ rồi. Ok chị, dễ cảm ơn chị nhiều ha. Dạ, cảm ơn.